Thôi được rồi, để có gì tôi trả luôn tiền gốc cho Hằng nghe. Ờ, gốc với lãi là 60 triệu á nha. Mẹ, chuyện gì vậy mẹ? Còn Tú nó lén vay tiền của dì Hằng nữa đó. Dì Hằng, con đã nói với dì rồi, dì đừng có cho con Tú vay tiền nữa. Dì cho nó vay thì ra Phan Thiết mà đòi, nhà con không có trả cho nó nữa đâu. Trời trời, ê, tao nói cho mày biết nha, cái con em dại trai của mày á, mượn tiền của tao, tao nghĩ tình lối sớm á, tao mới đi đòi má mày ha. Chứ người ta á, là tao đã cho giang hồ đánh nó rồi biết không. Chứ hồi đó mày nói ngang hả, mày có tin không, tao kêu giang hồ tới xiết nợ liền không hả? Dì kêu giang hồ thì tôi báo công an, để coi cái tội cho dây nặng lãi của dì bị xử như thế nào thì biết. Ê, ở đó mày hanh dọa tao hả, cái con ngang ngược hả? Ở đó mà ngang ngược hả? Thôi Dương, mẹ đã nói trả tiền cho dì Hằng thì không nói tới nói lui nữa. Đứng lại mày, con ngang ngược. Hèn chi không có thằng nào rớ tới hết à. Còn bà nữa, bà tranh thủ trả tiền sớm cho tôi nha. Được rồi, để tôi vô ngân hàng rút tiền về trả cho Hằng. Mẹ phải như con, bỏ mặt nó đi cho nó biết sợ. Đùng một cái ra Phan Thiết ở với thằng Phong, mấy tháng liền không biết về thăm gia đình. Nợ thì bắt mẹ cứ phải trả. Con cũng biết tính của con Tú mà, nó bồng bột mà lại cứng đầu. Nếu mình bỏ mặt nó nữa thì nhiều khi nó lại gây thêm chuyện nữa. Từ từ rồi mình nói với nó. Tuần này con đi công tác ở Bảo Lộc đúng không? Trên đường về sẵn tiện con ghé qua chỗ của con Tú nha. Ghé làm gì? Con nói có bao giờ nó nghe lời con đâu, chỉ thêm mất thời gian. Con ghé đi coi nói với thằng Phong ra làm sao, rồi báo cho mẹ biết. Mẹ còn biết đường mà tính nữa chứ. Chị em trong nhà không à, con giận em hoài sao được. Mẹ đã nói rồi, chị em là phải biết thương yêu nhau. Dạ, không biết rồi.